Tiếp theo Rosat là những cái loại, có những cái loại entity list nào? Một là có gross market list, cái này cũng nó có thể làm cơ bài có chấp nhận. Gross market list thì nó là cái market mà nó cover gần hết thị trường. Ví dụ chính là VNX nhỉ? Tức là nó cover 90% cái giá trị thị trường. Thì ví dụ như sản xuất là cái bank index của mình vừa nói thì nó được gọi là gross market đấy. Không đúng không? Tại vì nó chỉ cover một cái sector nhỏ chứ không được coi là gross. Multi market index thì là nó là cover rất nhiều thị trường. Nó là những cái chỉ số kiểu MSCI ấy, nó là báo multi market mà với lại fundamental weighting thì nó vẫn là mathematics index nhá, nhưng mà nó weight bởi ví dụ chẳng hạn những cái số fundamental của quốc gia này, như GDP của quốc gia nó sẽ weight. Ví dụ như Việt Nam thì chắc chắn là sẽ có weight rất là nhỏ những cái số này. Vậy là ví dụ như là ai là người analyst ấy, thì mục tiêu vẫn là làm cho mấy quỹ của global đúng không? Mà người Việt Nam rất có gọi là bất lợi thế, bởi vì là những quỹ global thì nó allocate rất nhiều vào Trung Quốc và có bây giờ thì nó allocate rất nhiều vào Trung Quốc và thậm chí những ASEAN, nhưng mà không prefer những thằng nào mà học sinh biết cả tiếng Trung Quốc và biết tiếng Anh thì nó có thể cao hơn cả Trung Quốc nữa, trả lời nó cho một cái trước khi cái quỹ specific của Việt Nam thì nó mới tuyển vào.